ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z đều có công thức phân tử là C7H8O. X tác dụng với natri và NaOH. Y tác dụng với natri và NaOH. Như vậy điều kiện nó phải là phenol. Như vậy ở đây C6C thì OH chúng ta phải gắn trực tiếp trên vòng Mayen. Đây là C6H4, CH3. Như vậy X của chúng ta là C6H4, CH3. OH đây. Ở đây. Ở đây. Như vậy khi đó chúng ta sẽ bỏ câu B và bỏ câu C. Tiếp tục. Là Y tác dụng với natri nhưng không tác dụng với NaOH. Thì nó là phenol. Bây giờ nó là ancol. Ancol thì chúng ta có C6C thì OH chúng ta gắn ở carbon, không gắn trực tiếp trên vòng Mayen. Như vậy Y là ancol. Đây. Như vậy chúng ta loại câu A. Và khi đó có đúng bây giờ mình chọn là câu D. Bây giờ chúng ta kiểm tra. Cho cuối cùng Z không tác dụng với natri và NaOH. Trong mà không tác dụng với natri và NaOH thì chất đó buộc nó phải là ete. Z đây là ete, đây CH3O C6H5 hoặc ngược lại. Đây, khớp hết rồi. Có đúng ở đây là câu D. Thế thôi.